Xin chào các bạn. Các bạn có biết yếu tố gen di truyền quyết định 23% chiều cao, trong khi đó yếu tố dinh dưỡng chiếm 31%. Do vậy, bên cạnh tập luyện những động tác kích thích tăng chiều cao như bơi lội, đu xà, chơi bóng rổ, vươn người, đạp xe, thì việc bổ sung những thực phẩm giàu canxi, protein là điều vô cùng cần thiết. Sau đây, hãy cùng Tốc Túc điểm qua 10 loại thực phẩm kéo dài chân, dù qua tuổi dậy thì vẫn cao thêm 5-7cm. 1. Sữa. Sữa rất giàu canxi, giúp quá trình tổng hợp protein cho cơ thể, cải thiện chiều cao hiệu quả. Bạn nên rèn cho mình thói quen dùng sữa không đường mỗi ngày để vừa đẹp da và dáng nhé. 2. Sữa chua. Sữa chua chứa hàm lượng vitamin D và canxi dồi dào. Đây đều là những thành phần cần thiết cho sự phát triển chiều cao của cơ thể. Có thể thay thế sữa chua bằng format phộng bơ. 3. Hải sản. Canxi chiếm 99% trong cấu trúc xương và răng. Do đó, thiếu hụt chất này sẽ làm hạn chế chiều cao cơ thể, nên bạn rất cần bổ sung nhiều nguồn thức ăn từ hải sản giàu canxi như cua, ốc, tôm, tép, cá, ngao, v.v. 4. Cải bó xôi. Trong lá rau màu xanh này có chứa rất nhiều sắt và canxi, rất cần thiết cho sự phát triển chiều cao. 5. Trứng. Trứng giàu protein, vitamin và khoáng chất. Chúng cũng rất dễ ăn và có thể được chế biến với nhiều món phong phú hấp dẫn. Bạn đừng bỏ qua thực phẩm ngon bổ rẻ như thế này nếu muốn thân hình cân đối và cao ráo hơn. 6. Bột yến mạch. Đây là loại thức ăn ít chất béo nhưng giàu protein, là lựa chọn tốt nhất cho bữa sáng hàng ngày của bé. Bạn có thể chế biến bột yến mạch thành nhiều món ăn khác nhau để kích thích vị giác của trẻ. 7. Đậu tương đen. Các loại đậu đều tốt cho sự tăng trưởng và phát triển chiều cao, trong đó đậu tương đen chứa hàm lượng protein lý tưởng hơn cả. 8. Thịt gà. Thịt gà giúp tăng trưởng chiều cao, phần ức giàu protein và ít chất béo, phần đùi chứa nhiều sắt, góp phần thúc đẩy cơ thể lớn nhanh hơn. 9. Trái cây. Tất cả trái cây, đặc biệt là những loại chứa nhiều vitamin A, C như đào, xoài, bưởi, cam đều giúp chiều cao được cải thiện. Mỗi ngày, bạn hãy nạp thêm nhiều thực phẩm này vào khẩu phần ăn. 10. Nước. Chẳng xa lạ hay cao sang tốn kém gì, uống khoảng 2 lít nước một ngày cũng hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, giúp bạn đạt được chiều cao tối ưu. Để ủng hộ và xem nhiều clip hay hơn từ Tok2b, các bạn vui lòng bấm vào đăng ký.